số cán bộ giáo viên là 28. Khi thi đua có hai đồng chí được công nhận khi thi đua, đó là cô Phạm Thị Toan hiệu trưởng và thầy Hạng số 10. Đối với giáo viên toàn huyện có 4 thầy cô, đó là cô Nguyễn Thị Hương, thầy An Xuân 10, cô Phạm Thị Phú Nguyên, cô Bùi Thị Kim Xuân. Còn 9 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận của các thầy cô Phạm Toan, thầy 10, thầy Mừng, cô Nguyễn Hương, cô Đào Toan, cô Nguyễn Dung, cô Nguyên, cô Xuân và cô Đào Nga. Có 1 sáng kiến kinh nghiệm loại A của thầy An Xuân 10, gửi đi tỉnh được xếp loại C. Có 2 sáng kiến kinh nghiệm loại B của cô Phạm Thị Phú Nguyên và cô Đào Toan. Còn lại 6 sáng kiến kinh nghiệm loại C. Cá nhân thầy An Xuân 10 được Ủy ban Nhân dân huyện tặng 3 giấy khen đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua của ngành giáo dục và đào tạo huyện Mai Châu. Đặc biệt thầy 10 đã được tạp chí giáo dục và đào tạo của Sở Giáo dục Hưng Yên nêu gương điển hình về công tác đội có nhiều thành tích xuất sắc và có 16 năm liền là giáo viên dạy giỏi trong thi đua. Thì cái nội dung này đã được đăng trên cái tạp chí số báo đặc biệt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2014. Đây là cái tạp chí đó. Và vừa rồi Sở Giáo dục đã gửi tất cả các trường trong toàn huyện, mỗi trường là 2 cuốn, và cá nhân thầy 10 đã được gửi tặng 1 cuốn. Thì sau này các thầy cô sẽ xem trực tiếp cái bài báo này ở trang 56, trang 57.